Rồi, ok, hello mọi người đã đến với video tiếp theo của mình nha. Hello mọi người. Thì video của ngày hôm nay thì mình sẽ cho tụi nhỏ lại đi xuống biển nha mọi người. Nhưng hôm nay mình sẽ tổ chức làm cho tụi nhỏ tự sáng tạo nha mọi người. Tự sáng tạo ghe của mình nha. Giờ mình sẽ là lấy một chiếc dép, rồi cho nó tự kiếm bùm, nó có bùm và con lái. Rồi xong rồi hết rồi mấy năm mình sẽ đi đua nha. Mọi người xem video nhớ ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ và đăng ký kênh. Ai chưa đăng ký kênh hay nhấn đăng ký kênh phía dưới nha, để mình có thêm động lực làm những video hay cho mọi người xem nha. Giờ thì mọi người xem đi theo chân mình để đi kiếm nguyên liệu làm ghe như thế nào nha. Rồi ok, đi thôi. Đây, video đầu tiên thì mình sẽ đi lên mấy cái bãi rác này nè mọi người. Mình sẽ kiếm rác nào thì mình sẽ tận dụng được, mình sẽ tận dụng ra. Đây, hàng này nó đã tranh thủ nó kiếm được này. Đây. Ê, thằng Bon nó đã có điều này, mình đây cũng có điều này đây. Chụp đây. Này, lấy em này. Rồi ok. Đây, mình đã kiếm được một chiếc dép giúp nào nha. Còn điều tiên này mình đã kiếm được đây. Mọi người, mình đã kiếm được một hộp cơm luôn nha, đây. Kiếm được luôn nha mẹ. Và bây giờ thì, đây, kiếm được gì vậy? Và bây giờ mình sẽ đi kiếm cây nữa nha mọi người, mình sẽ còn thiếu cây nữa là mình sẽ hoàn thiện nha. Đây ôi một cái chưa cây. Wow, cây đâu ta, phải kiếm thật nhanh để kiếm lưỡi cây. Rồi ok mình đã kiếm được cây nha. Rồi và mình sẽ tranh thủ đây, mình sẽ chạy trước, mình xuống trước, mình sẽ làm ghê nha mọi người. Đây mình lên để mình kiếm chỗ đẹp xuống đây, lấy xong hết chưa, lấy xong hết rồi xuống đây ngồi làm này. Ok thằng Vĩnh nó cũng đã đủ hết luôn nha mọi người, mình cũng đã đủ hết rồi nha. Giờ mình sẽ ngồi đây làm nha. Okay. Đây giờ đây có cây bắt chưa. Đây giờ tiếp theo mình sẽ lấy từ cái dép này ra nha. Còn xe cứ có bọn đâu chơi đi chơi. Ok giờ xong sao mai của anh cũng đỏ. Ok giờ mình sẽ cắt lái mọi người. Đây dép anh đẹp gì chứ. Đây mọi người, đây mình sẽ gắn lái, tiếp theo mình sẽ có cây nha. Rồi đây cây nha mọi người, mình sẽ gắn cây vào ghe, mình sẽ thấy nha. Ghê mình chơi mà đổ để chơi này. Đúng không mọi người, chơi phải chơi song phẳng chứ chơi ai đổ. Mình sẽ nôm cho cứng ra đây mọi người nha. Mình cây này nó nhỏ mọi người, mình sẽ nôm vào nha. Đây quay mọi người xem này. Đây và bên đây cũng vậy nha. Đây mình sẽ bóp nhanh nè và mình chôm vô nha mọi người, mình chôm vào đây. Rồi ở đây mình sẽ gắn hộp cơm vào nha, xong hết mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Rồi đây chiếc ghe của mình đã chế thành công nha mọi người. Đâu cô Vĩnh đâu? Vĩnh chưa? Ủa Vĩnh làm bằng sớm hả? Dạ. Rồi coi miễn sao mà đây là cái lái này. Miễn sao mà có sáng tạo chiếc ghe chạy được là ok nha mọi người. Cũng Bon. Bon chơi vậy sao mãi? Chơi lại đi. Ủa cây nhỏ quá không tìm ra cây. Đây cây này. Con lái này. Sao ấy? Đây. Bồn kim dép kì. Tàu bằng cái đó được không? Dép gì nãy ơi này. Dép nào này? Dậu bỏ shop vô. Này, xin tạo nhà anh này, thấy không? Dép thế nhỏ. Tầm đâu. Dậy ổ, xin xuất ổ. Ok, giờ mình sẽ ra mình test thử chiếc ghe của mình chạy được không nha. Cố gắng làm nhanh đây, cái hộp cơm nhanh đây, vô đấy này, hộp cơm đó. Đó đây, thằng Bình Lan đã kiếm được một hộp cơm nha mọi người. Đây giờ qua tranh thủ làm đi anh, giờ anh tới chiếc ghe của anh chưa đây?
đây mình sẽ ra mình test chiếc ghe của mình nha mọi người. Đâu ra test thử chạy chạy được không? Ok mình test thử chạy thành công mình mới ấy nha mọi người, mình mới mở cuộc thi nha. Rồi ok. Đây gió hướng này đúng không? Hướng này. Ok mình sẽ chạy vào kia đây. Wow, chạy mọi người đồ mạnh không? Wow, chạy ghê thiệt. Wow, chạy ghê không? Wow. Đây tao đua này từ lại. Gì vậy? Mất chiều à. Đây để mình ra đây nha mọi người. Lụm này vô nó rồi đỡ nó cho anh. Lụm cái này vô. Ok giờ mình sẽ thả cho mọi người xem này đây. 1 2 3 let's go. Chạy em chạy. Đó mọi người thấy ghê mọi người. Đây chạy đua luôn. Đây là nhờ sức gió nha mọi người bây giờ mà nó chạy nha. Wow mọi người thấy ghê không? Đó. Wow, ghê chưa? Ô dạng tôi đã lục bum. Hay quá. Mọi người thấy cái chạy không? Đi lá khi chim sợ. Wow, chạy rồi. Wow, chim sẻ chạy ghê quá. Wow, chạy thì mình chạy theo nó lại luôn mọi người. Wow, tôi đá luôn. Wow, lên đá luôn rồi. Mọi người thấy game đẹp không? Đẹp không mọi người? Này, đẹp không mọi người không? Sao vậy anh? Làm lại. Đi giếp làm, đi giếp cái này shop sao chạy được. Shop cái này là bị lỗi sớm. Rồi ok mọi người, giờ mình sẽ vô mình xem mấy thằng cung nó sẽ làm tới đâu rồi nha. Rồi ok, mình sẽ đi vào. Đây tụi nó đang ngồi mọi người. Sao không? Lụm dép đi. Ok, giờ mình sẽ phụ mình sẽ tắt video, mình sẽ phụ tụi nó làm ghe xong hết rồi mình sẽ mở cuộc thi đua ghe nha mọi người. Ok. Rồi ok mọi người, hai thằng kia thì nó đã đang đi kiếm rượu ở trên đây nha mọi người. Giờ ghe mình với Vĩnh đã xong đây, đâu ghe Vĩnh đâu rồi. Đây mọi người thấy không? Bên này ghe Vĩnh nha. Giờ thì mình với Vĩnh sẽ bỏ vào đây nè mọi người, sẽ chờ hai thằng kia nha. Đây. Bỏ vô xuống trên dưới sẽ đây cho. Đây. Đây mọi người thấy ghe Vĩnh chạy không nè. Bây giờ mình sẽ thả game luôn này ha. Mọi người thấy không? Đây chạy ra. Được không? Ok thì giờ mình sẽ cho nó đậu đó, bỏ xuống Vĩnh. Ok mình sẽ cho nó hai chiếc nó đậu đây. Rồi ok. Mọi người giờ mình sẽ mở một cuộc thi đây. Đây là ghe của Ba La nha. Đây là ghe của mình. Ghe của Vĩnh đâu? Ok, mọi người nào thấy nha. Ok này. Xe xe vô. 1 2 3 vô. Ai chụp nhanh này? Ai chụp nhanh? Wow. Ghê kỳ ta cơ. Coi. Wow. Dở quá. Ghê bị vậy lại. Ok qua đây. Đây. Ok. 1 2 3 vô. Ok cái game mình chạy nằm mọi người. Wow, gơ vô game mình chạy gơ vô. Wow, vô bờ game mình đã vô bờ. Giờ để. Giờ mình đổ lại cái lái cho cái. Đây. Ok, mình sẽ tiếp chạy nha. Đó. Đó, tết này, lại này. Ok mọi người, thấy chưa? Nó chạy thẳng không nha mọi người. Từ từ. Đây, ghê chưa?
Thôi chạy đó. Em sẽ đua lại nha. Đây. Mình đã bỏ chiếc ghe xuống nha. 1 2 3 vô. Đây kia chạy đây. Cái ghe nào gần chạy thẳng mọi người. Đấy cái mình ra toàn là chạy thẳng không nha mọi người. Đây. Đâu lại giờ mình sẽ đi ra cái game này nó chạy kiểu thế này đó mọi người ha. Đây chạy kìa. Đi em cho mình quay chiếc ghe cho mọi người xem nữa mọi người. Đây. Thì nó gió lên lại nó chạy là thấy không? Mọi người thấy không? Như là nó chạy không? Wow. Rồi ok. Cuộc thi là xong là game mình là chạy vô địch nha mọi người. Game mình chạy là không có game nào chạy lại nha. Đây mình coi nè mọi người. Wow, thấy không? Đây mọi người thấy game mình chạy ghê không? Dạ thành công nha mọi người nha mọi người. Mọi người xem video nhớ ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ, nhớ và đăng ký kênh. Ai chưa đăng ký kênh hãy nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới nha, để kênh của mình mau chóng được phát triển và mình còn có thêm động lực để làm nhiều video hay và có ý nghĩa để cho mọi người xem nha. Giờ thì hẹn gặp mọi người lại video sau nha. Bye.